Trước đây thì các bạn thường hay được dặn là phải đi khám vào ngày 2 vòng kinh. Và những cái trường hợp như vậy thì đôi khi các bạn rất là xa mà các bạn phải đi xe vào đây mà phải đúng cái ngày 2 vòng kinh, mà hoặc là những lúc mà bạn rất là phải bận bịu với công việc nhưng phải sắp xếp đúng ngày 2 vòng kinh mà đi khám. Nhưng mà thực chất thì ngày nay thì mình đã có rất là nhiều cải tiến trong cái thực hành điều trị và làm cho cái người đi điều trị hiếm muộn sẽ rất là thoải mái hơn, tuyển chuyển sắp xếp thời gian hơn. Và có những cái xét nghiệm mình cũng không có cần đến ngày 2 vòng kinh mình mới xét nghiệm nữa. Cho nên ở bất cứ thời điểm nào mình cũng có thể khảo sát được cái bệnh lý hiếm muộn. Vì vậy thì các bạn bất cứ khi nào các bạn thuận tiện, các bạn sắp xếp được mà các bạn đang trong cái thời gian mong con trên 1 năm đối với những cái cặp vợ chồng trẻ và trên 6 tháng đối với những người vợ mà trên 35 tuổi thì các bạn có thể sắp xếp đến các trung tâm hỗ trợ sinh sản bất cứ cái thời gian nào, không cần phải đến ngày 2 vòng kinh. Như vậy thì khi đến trung tâm hỗ trợ sinh sản thì thông thường các bạn sẽ được làm nhiều cái xét nghiệm. Nữ thì mình có thể được siêu âm nè, các bạn sẽ được thử máu nè. Nam thì một trong những xét nghiệm cơ bản mà rất thường hay được các bác sĩ tư vấn để thực hiện đó chính là tinh dịch đồ. Thì khi thực hiện tinh dịch đồ thì cái thời gian mà để mà đọc được kết quả tốt nhất á, thì mình sẽ kiêng cái quan hệ vợ chồng trong vòng từ 2 đến 7 ngày. Cái khoảng đó là cái khoảng dao động, tức là không bắt buộc mình phải là đúng 3 ngày, đúng 5 ngày, mà cái khoảng đó rất là rộng, từ 2 cho tới 7 ngày. Cho nên là cũng thoải mái hơn cho các bạn sắp xếp. Chỉ cần là không quan hệ 2 ngày là các bạn vẫn có thể đi khám được rồi. Không quan hệ 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Đó, cho nên cái khoảng nó cũng khá là dài. Cho nên và cái khoảng như vậy thì đều có cái khả năng là mình đọc được cái kết quả, cho kết quả tốt nhất. Cho nên các bạn cũng không quá lo lắng về cái phải vừa sắp xếp về thời gian làm việc mà vừa phải sắp xếp cái thời gian quan hệ vợ chồng để mà mình có để đi khám để làm xét nghiệm.